À, xin chào anh em, hôm nay nhận con Renault 6Z 5G nha anh em. Con này bế màn bắt hiển thị luôn anh em. Khách nhu cầu thì thay màn OLED thôi nha anh em, màn OLED. Màn này thay nói chung là độ sáng rồi thì nó sáng hơn màn RGB một tí. Nhưng mà xài chất lượng nó cũng tương đương anh em. Đó. Rỉ hơn màn RGB cao nữa nên là xài nó rỉ tiền hơn. Cũng không có vấn đề gì, nếu mà tùy theo khách thôi. Khách yêu cầu màn riêng thì mình thay màn riêng, tự vì màn riêng nó anh em biết không, hơn 2 triệu á, không có gì hết nha. Màn riêng khá là mắc. Con này Renault 6Z 5G nha anh em. Nói chung là màn hình thì bên mình nhận thay liên tục nha. Anh em có nhu cầu thay thế màn hình, ép kính hay là thay pin, sửa chữa gì đó thì cứ liên hệ với mình nha. Hứa là sẽ cố gắng làm nhanh gọn cho cả nhà sớm. Với những cái máy thì đa số mình có tại chỗ, có những cái mà nó hàng độc quá thì mình đặt về nha, đặt về tối đa cũng tầm 3 hôm là có, nhưng mà đa số là có sẵn hết rồi anh em. Tiến hành mình vệ sinh sạch xong tháo khung nha. Ok nha anh em, sau khi mình vệ sinh sạch chỉ keo thì mình chỉ tháo cái sườn ra nha. Anh em có nhu cầu sửa chữa gì thì cứ alo cho mình nha. Nói chung mới điện thoại mà màn AMOLED thì mình cũng khuyến cáo khách hàng á, anh em mình xài cẩn thận nha. Tại vì nó cái màn đó mắc tiền á, và nó rất là mỏng manh nha. Nó không phải như cái màn phản quang đâu nè. Giá trị thì cao. Mà màn thì dễ bể ha. Mà được một cái là xài sướng, màn sáng anh em. Nên là cái là nó không có giá nữa anh em ơi. Xài nó sướng thì mình trả giá nó cao hơn thôi. Anh em xài cẩn thận thì xài rất là ok ha. Đây là một cái màn ring nè anh em. Nó so với màn OLED anh em thấy không? 1:9:10 nha. Đó, rất là giống nhau ha. Ok luôn. Màn OLED xịn. Chứ không phải là hàng dưỡng chơi nha anh em. Đến vệ sinh sạch tay ra. Ok. Bây giờ mình sẽ lấy cái màn đi dán cường lực nha anh em. Mình dán trước rồi mình vô màn luôn nha. Ok, sau khi dán cường lực xong hết. Bây giờ mình sẽ vô keo nha anh em. Anh em có nhu cầu thay màn hay sửa chữa gì thì alo nha. Số điện thoại thì 0355 356 356. Mình có để phần mô tả. Vô phần mô tả thì thấy số máy của mình ngay. Ok. Sau khi đi keo xong nha nè. Vô màn ha.
lên nguồn nha anh em. Test sửa cái cảm ứng nữa là ok thôi, back off luôn. Ok, dán nắp luôn anh em. Màn hiển thị rất nét anh em. Đó. Ok nha. Anh em có nhu cầu thì alo cho mình nha. Rồi, chế độ màn chính. Thiết bị khách nó đổi tên này. Dimensity 800. Rồi, thân ái chào anh em, hẹn anh em những clip tiếp theo.